Tại vì mình tính giải thích là tại sao cái này á, 3.000 thế giới 72 địa cầu nè, tu di núi 4 bộ châu. Trong nhân loại chúng ta có ai bao giờ biết được ngoài cái trái đất này có một cái núi tu di khổng lồ không? Mình làm gì mình nghĩ có cái núi mà không gian đúng không? Nó là thiệt. Như là bạn có cái núi khủng khiếp luôn. Tại vì Kiệt nói chuyện nói gì trên á, mỗi lần xuống trái đất này á, trước khi ví dụ như mình như ngoài biển mình muốn vô Ốc Linh, khi Kiệt có tàu không chạy ngoài hồi là không có biết đường vô Ốc Linh, nhưng mà mình nhìn cái gì bự trước, đó là mình nhìn mấy cái cần cẩu mà container trước thì mình biết hướng nó là vậy đúng không? Rồi mình nhìn về Berkeley đó, mình thấy cái nhóm nhà trắng trắng là Berkeley. Mấy vị trên trời á, xuống trái đất này dĩ nhiên là mấy vị là thần thánh đi lẹ lắm, nhưng mà xuống đây á, là cái núi tu vi mấy vị thấy trước trên trái đất. Để trái đất như hạt cát, nó nhỏ xíu mà nó có cái núi. Và trong đó có chính cái hành tinh của mình đang quay còn có núi. Ở đây có nói núi tu di 4 bộ châu, đó là Bắc Cư Lô Châu, Tây Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Châu không? Tây Đông Bắc Tây Nam. Thì mình đang ở là Nam Thiện Bộ Châu. Ý mình nói cái quả địa cầu của mình là phía miền Nam. Chúng ta đó đa số lăn lộn ở cõi đời này, tái sanh rất là nhiều lần. Nhưng mà khi mình tái sanh quả địa cầu, mình hôm nay mình làm người Việt Nam thì mình vẫn thích tái sanh làm người Việt Nam. Thì theo nguyện vọng của mình đa số làm gì? Giống như mấy thầy Tây Tạng, có mấy ông mà tái sanh đó, kỳ quan nhiều lắm. Cái hỏi kiếp sau muốn tái sanh người gì? Ô, tôi muốn tái sanh người Tây Tạng, tôi muốn đi tu. Tại vì ổng ca lại do thức là ổng kiếp này biết tiếng Tây Tạng, thì kiếp sau có phong tục ăn uống của mấy ổng cũng lẹ hơn. Chứ mà ổng làm người Việt Nam mà không muốn. Còn bây giờ kêu quý vị mà đầu thai làm người Mễ mới chịu không? Ủa sao nó nhiều quá? Sao vậy? Sao muốn làm người Mễ? Cắt cỏ. Nhưng mà nó có tài vụ mấy cái bà bác sĩ dược sĩ rồi, mấy vợ của bác sĩ dược sĩ rảnh lắm, kêu cắt cỏ cắt tỏi của bạn luôn. Nó cũng có cái tài của nó. Khi mà mình đầu thai là người Việt Nam thì có Phật, có Pháp, có Tăng, mình dễ thành Phật hơn. Nó quan trọng lắm quý vị. Bây giờ quý vị mà đầu thai là một quốc gia khác thì dễ gì nghe được cái tiếng Việt Nam của Kiệt nói. Thấy mình có phước không? À, rồi chưa nói nữa, bây giờ quý vị thấy bên Ukraine không? Chớp mắt thôi họ chết mấy trăm nghìn người một cách vô lý. Bao nhiêu triệu người đang đi tị nạn khắp thế giới. Tị nạn có nghĩa là gì? Tị nạn có nghĩa là ngày nào, giây phút nào họ cũng muốn trở về nhà của họ để họ xây lại cái nhà họ ở trên cái mảnh đất của họ. Dầu ở Mỹ họ có mua nhà hay họ ở hotel họ cũng vẫn khát khao, khát khoải ngày nào cũng về quê hương. Chẳng có khác gì chúng ta. Nhưng mà cái mong ước của họ còn hơn mình nữa. Vì mình ở đây mình đã chấp nhận cái quốc gia này thứ hai rồi. Trong lòng ai cũng nói là chấp nhận quốc gia thứ hai. Nhất là Trần Nhật Phong, tôi người Mỹ, tôi ở Mỹ, tôi không gì cũng ở Mỹ. Ai nghe đài biết, trong lòng của mày cũng muốn về Việt Nam, muốn chết luôn. Thiệt mà. Ở Mỹ này á, về Việt Nam chỉ cần 100.000 thôi, mình có thể về hưu sống suốt đời thoải mái, những người thân và có những người cùng đồng loại với mình chân tình. Trừ khi mình có những người chồng Mỹ hạnh phúc giống như là tử ngồi đó Ngọc Anh, đúng không? Thì có ông Evan thì không nói. Đa số 80-90%. Dầu cho mình có hạnh phúc, mình đẻ ra đóng đứa con của mình, nó cũng là Mỹ, cũng có thành tài. Nhưng mà đến một ngày rồi á, cái ông chồng người Mỹ mình, ông cũng nhìn mình á, cũng khác phong tục. Mình á thì muốn ăn nước mắm ruốc, bánh nem. Và ông mỗi lần mà làm vậy ông thương mình, ông né ra mà săn chút, nhưng mà trong lòng ông cũng có một cái ấn tượng. Lâu lâu mình muốn đi coi concert ca nhạc Việt Nam, ông chồng Mỹ mình ông cũng chịu, ông ngồi nghe, nhưng mà ông bị tra tấn mấy tiếng. Rồi mình cũng có cảm giác được, rồi thấy có giống nhau không? Nên là xấu ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà nó cũng hơn. Không phải nói con hạnh phúc rồi. Tại cái trước con là đệ tử học trò của ông Ai Bình thì gán này dính động suốt đời nha, rồi nó ra sốt. Đó là lý do tại sao Thiên Tuấn Kiệt mua cái Thiên Long Sơn và có ý nguyện là xây khoảng 4-5 ngàn cái chung cư để mà lo cho mấy người lớn tuổi ở những cái miền Bắc nước Mỹ, những cái thành phố mà ít người Việt. Rồi về đó ở với một số vốn hâm bồ, tại vì con cháu lớn lên nó cũng bỏ mình, nó lai Mỹ này, nó này nọ, ở cô đơn lạnh lẽo, gặp bị xiển này, bị bệnh này, trời lạnh chịu đâu có nổi. Thì ở dưới trên núi chỗ mình đi hai trên á, có Phật, có cha, có mẹ, sát bên đi bộ bên đi qua lại, thì làm được cái gì để an ủi cho người mình thì việc làm. Đó là ước nguyện. Thì mua Thiên Long Giang cũng là giống như vậy. Rồi mai mốt có tiền nữa thì đi chỗ khác nữa, để mình gom lại người Việt của mình có sự hạnh phúc, đoàn kết và sống vui vẻ, và biết đạo đức để tìm đường để đi về thiên đàng. Bên Canada có cái mô hình như anh muốn rồi. Có bên Canada có tiền không? Phật giáo thì cũng vậy, có tiền chút đỉnh gì đó làm sao đó. Thật sự mấy đảng của mình chuyển ra mấy chục tỷ mà ông xây kiểu nào cũng có, giống miền Nam Cali á, hiện giờ có vẻ mà mình cũng vậy. Nhưng mà ai là người chủ mới quan trọng. Vô đó là vô gọ, hay là vô đó để bị nhồi sọ, cái chuyện đó mình không biết. Có những cái mưu mô mà của chính quyền họ tính, họ đưa tiền ra hải ngoại rất là nhiều. Cho nên mình phải coi à. Còn cái của Kiệt á, chị chỉ mong á, là ở ngay đó lên trên núi là có tượng. Nếu mà người nào không có đạo Phật thì cũng có những tượng anh hùng dân tộc. Người nào có đạo Chúa thì xuống cô Công giáo. Tôi kể chuyện này là mới đây tôi là cái người gửi cho tôi từ Portland, Oregon. Tôi là người gửi cho anh mấy cái logo rồi đó. Anh nói là anh hỏi cha anh modify lại đó, anh nhớ không? Chị nhớ không? Logo. Mấy cái logo của Thiên Tâm á. Mới đây trong tức là anh muốn đổi cái logo lại khác. Ô anh ghen thiệt. Nhưng mà khi mà tôi nghe anh nói rằng tâm hướng lên trên, gì đó nó mà trái tim mới quay ngược lên trời. Đó, tôi hiểu rồi, tôi cái vụ đó đòn là tôi không có nhắc tới nữa. Tức là anh đó hả? Là anh là tôi đó, tôi ở Oregon xuống đó. Tôi nghe của những cái kiếp, những clip anh nói từ số 1 cho tới 100 mấy cho tới bây giờ. Tức là anh muốn đổi cái này hả? Không, dạ. Cái trái tim á, cái trái này thì giải thích. Ngày đầu tiên á, mà bề trên kêu làm cái lá cờ của Thiên Tâm á, tại cái lá cờ á có cuốn kinh, có lá cờ, có dấu hiệu, và rồi mới trình về thiên đàng, rồi hội đồng chư Phật approve. Thì đó là cái chánh thức của đạo Thiên Tâm. Và đồng thời mặt luật pháp đạo Thiên Tâm là được legalize toàn nước Mỹ, có trademark luôn, là một cái chánh đạo. Muốn có chánh đạo ở nước Mỹ này á, anh phải có kinh khác hơn người ta, và anh cũng phải làm cái gì lệ lạc thì tất cả những cái department của Mỹ nó mới approve nha. Đạo Thiên Tâm là legal ở Mỹ, chỉ có illegal ở những cái người gọi là họ nghĩ illegal, họ đang đập phá hình cha mẹ thì họ không có hiểu, họ vô minh thôi, chứ không phải dễ mà Mỹ là approve một cái đạo mà legal đâu nghe. Trời ơi, luật sư tôi mấy tập đoàn nó xin gần 4-5 năm nay, không phải đơn giản. Để mình giải thích, mẹ là người tuân lệnh của cha. Ở đây có viết chữ là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là cha của chúng ta, cha chung. Còn ở bên Công giáo thì gọi là Đức Chúa Trời. Còn mấy hàng chùm khăn thì gọi là Allah. Rồi tiếng Mỹ gọi là Premier God. Khi anh nói một cái chữ God, nó có nhiều God lắm, người Mỹ không có hiểu. Anh dùng cái chữ Premier God thì nói cái ông này là bự nhất của hơn tất cả những ông bự. Vậy đó đại khái. Thì đây tôi để là Premier God. Còn đây á, là tiếng Tàu gọi là Wong Mu gì gì đó. Đúng, nhưng mà hoặc như chi mẫu. Tụi mày không kêu gì kêu à, mẹ là lớn nhất nào, hoặc cái gì địa mẫu. Nhưng ở trên trời có nhiều mẫu, cho nên tôi nghe mấy vị ở trên trời nghe Long Dương hay là Long Mẫu là Su Gia với cha mẹ đó. Sư gia lúc làm ba má vợ của tôi là ông Long Dương, ổng kêu mẹ mình á là Đại Thánh Mẫu không à, cũng như Đức Thầy cũng vậy, kêu mẹ là Đại Thánh Mẫu thì là lớn nhất tất cả mẫu của Phật, của Tiên, của bên khác luôn. Rồi chữ Đại là mẹ là cai quản hết tất cả những vị Phật, Phật Mẫu mà của bên nữ là mẹ là lớn nhất. Thế thì mẹ đứng trên trái đất mà người Tàu á, là để tượng đen đen á, tại người Tàu họ mắc khí thì họ làm cái tượng đen của mẹ mắc khí đó, coi đi, đúng không? Mẹ đứng trái đất, cái dấu hiệu này của cha là của Thượng Đế, là một cái thạch thiên khổng lồ trong vũ trụ mà trong 513 câu Việt kể. Cha nói đạo Phật là một cái công thức, ai mà áp dụng công thức đó trong đạo Phật, họ cũng nói Phật Thích Ca không phải là giáo chủ mà Ngài đã thành Phật, chúng ta cũng đã thành Phật. Còn cái process đó là sau này ai học cái process đó, cái công thức như ISO vậy thôi, hiểu không? Cái là đạo Phật là philosophy. Thì để con sen đã tượng trưng đạo trời Pháp Phật, giữa Công giáo và giữa Phật giáo thì là Thiên Tâm. Và đồng thời không có rùm ra 350 giới, chỉ cần làm đúng 12 giới thì thoát luân hồi sanh tử. Đó là đạo Thiên Tâm. Thì tại sao cái chỗ này quan trọng muốn nói? Tại sao nó đỏ ở đây? Ủa sao nó không đã đỏ trên này mà đỏ ở đây? Hiện bây giờ ở bên Tàu thì nó Lý Hồng Chuối là Phật với Lạc. Rồi những cái nước khác nó có tiếng của nó nói Phật, một vị thánh nhân thời nay xuất ở bên nước nó, và nước nào cũng dành của họ hết đó. Anh có biết không? Nước nào cũng dành là thời nay tận thế sẽ có một vị God, một vị chuyển lưng thánh dương sẽ tái sanh vào nước của họ, nhưng mà họ đều sai chặt lắc hết. Bởi vì người Tàu, người Hoa họ có nhiều tiền lắm, dân số họ đây cũng đông, Đài Loan cũng đông. Họ muốn promo hay là họ là làm đài TV gì cũng rất là dễ. Còn Kiệt này có cái điện thoại thôi mà cà quen mà có lớp bữa mặt rõ, mặt không rõ, bữa mất âm thanh. Con của cha nghèo vậy, nghèo quá là nghèo tiền mua mấy này mà không có biết sử dụng. Mà tới ngày hôm nay cũng lộn cậu, nhưng mà là thiệt. Còn họ cái đài truyền thanh, đài bao nhiêu technical support họ, nó phải là có hai thầy trò này, đứa quay đứa nói chuyện vậy thôi. Nhưng mà Phật sẽ tái sanh nước Việt á, Phật với Lạc sẽ vào nước Việt 100%. Nước Việt sẽ có Phật. Lợi hại không? Tại vì nước nào lập đạo chỉ có một nước lập đạo, nước Việt thôi hả? Hiện bây giờ có nước nào lập đạo gì nữa đâu? Theo tôi thấy vậy nè, đạo Phật cũng đến từ nước Tàu chiếm Miến Điện, phải không? Đạo Thiên Chúa cũng đến từ châu Âu. Và trong khi đó nước Việt Nam mình á có ba đạo, đạo Có Đài, đạo Hòa Hảo, với lại đạo còn cũng phải thầy tu gì ngày trước. Đó thì với cái tinh thần dân tộc á, thì tôi thấy là người Việt Nam thì sự xuất hiện của một cái đạo mới, đó là một cái chuyện đương nhiên. Gom hai mấy cái đạo kia lại thành một là phải rồi. Cái đạo Thiên Tâm này nó ra đời là đúng lúc rồi, hữu hình là mình thấy đúng, đúng không? Nếu mà tinh thần dân tộc mình là người Việt Nam á, thì tại sao mình phải theo đạo của người Tàu đem qua, hoặc là của người Tây đem qua, đúng không? Nếu nói gì Việt Nam nó có đạo nãy nè. Đạo chất của chúng mình cũng nói. Thôi nói ngoài quá, nói rồi tôi khỏi nói. Nó có đạo Hồ Chí Minh. Lúc thời Hồ Chí Minh ngồi mông xe mà. Chùa Đại Nam ở Bình Dương thì nó đem Hồ Chí Minh vô chùa đó. Chị nói mình biết. Bụng làm biết nó hoại cũng vậy à, hỏi ra cái clip 10 tiếng nữa kỳ quá. Lên sao? Ai nói không sao con hả? Lên nói giùm cái bộ. Chị nói wholesale. Để đọc tiếp cái này nữa đi. Ngọc hoàng cai quản mọi loài. Nó tu di bốn mùa châu, cõi thiên, cõi địa, thủy cung, cõi người. Tức là trên trời á, là Thượng Đế là lập ra hết mấy tầng trời, là cha cai quản. Cõi địa là cõi mình, thủy cung ở dưới nước á, có một cái thế giới rất là siêu. Ngài Long Dương là nhạc phụ của mình, ổng là cai quản. Cái con là cái ông nhạc phụ ông lên, ông nói chuyện. Ông nói còn nó biết đó, ở nước Mỹ có phước, có nhà lầu, building giống như Las Vegas, New York rồi phải không? Ở dưới thị con không có đó. Nhưng mà có ngọc ngà, châu báu rồi kinh điển đồ đầy dưới đó. Tức là ở dưới là một kho tàng quý giá của chúng ta đó. Kim cương, hộp sọn gì cũng có dưới đó. Người ở dưới sống rất là thanh bình. Mình tưởng tượng họ với họ lạnh, thật sự có. Tới ngày hôm nay sư mẫu nằm nhà, bà cũng lạnh hoài à. Bà sống với nước quen là lạnh, thật sự quá lạnh á. Nó khác hơn cái nhiệt độ cái thuộc. Mà bà cũng là dạng công chúa mà, bà là trong Ngũ Long công chúa cái Úc. Thì trong lịch sử Việt Nam á, là trong thời con rồng cháu tiên nó châm chính á. Từ từ nghiên cứu cái đó sao nha. Cõi thủy cung cõi người, ngọc hoàng cai quản mọi loài, thần tiên Bồ Tát, Phật thiên chúa người, tức là cha coi hết. Vì sao mấy ông thầy cũng nói cha nhỏ hơn mấy ổng? Không có bao giờ có chuyện đó. Cha là trung tâm, Phật là một phía đi. Cha có hàng tỷ năm, tất cả những gì Phật đều phải mang thân người xuống qua địa cầu này chịu khổ mới thành Phật. Thì là sao? Là con có cha mới mang được thân người, mới có cái tánh khôn mới tu, đúng không? Tại sao thời nay những vị thầy, những vị Phật tử không có hiểu đi một chút? Họ đã có cái tâm từ bi rồi, họ mà có chí một chút, mà có cái dũng khí để mà bước ra cái ngã đó, bước ra cái chấp tướng đó, họ sẽ thành Phật như chúng ta. Cho nên các đứa con họ Thiên hôm nay tuy là đi sau nhưng mà đến trước đó. Quan trọng là chỗ đó. Đó là về là tại từ đầu nói về cái khúc này nó cho xong này. Thì ý hôm nay mình nói là cuối cùng cuối cùng cái thiện sẽ chiếm được cái quả địa cầu này. Cái hoa đi cầu này nó cũng giống như một cái địa bàn, mà bên thiện á, thì muốn và không muốn cho những đứa chư thiên mà trên kia gọi là dạy không được á, thích đi chơi không à. Phật lâu lâu đến để giảng pháp trên trời không có thích ngồi nghe, cứ đi ba vòng vòng rồi cua tiên ông rồi đi hái hoa hái đào gì đó không biết, không có chịu nghe giảng pháp. Xuống đây chịu khổ, rồi có những đứa tiên xuống đây khổ, yêu nhiều quá xuống đây hết, yêu đậm luôn, thành ra vô trong quán karaoke đóng hồn, người ta từ đọ xuống, khổ đến nỗi mà tái sanh trở lại chịu nổi, rồi lúc đó mới chịu tu thì mới đi trở lại được. Thì trên trời có người lên, có người xuống. Hôm nay chúng ta ngồi đây, đây là một chư thiên kế tiếp về trời, nhưng mà ngược lại trên trời hiện giờ cũng có người đang rớt xuống. Mấy vị nói mà bàn đau thì mình mới hiểu được là nơi đây chỉ là một chạm dừng chân trong vũ trụ để mà thanh lọc lại cái tâm tánh của chúng ta thôi. Nó chỉ có thế thôi, chứ nó không có gì gọi là như người đời nghĩ ồ tôi phải làm tỷ phú rồi tôi để di chúc lại trong đóng con dòng họ tôi này nọ, cái là điều sai lầm. Còn lại anh có gì muốn chia sẻ anh nói với anh, để tôi nghĩ mệnh. Dạ. Chia sẻ vô sư phụ. Đó. Ông muốn hỏi sư phụ được không sư phụ? Lâu lâu mới gặp được thiên tử, mình phải tận dụng cơ hội không? Dạ. Thì cũng muốn bữa sư phụ nói là ngài Trần Đạo á, là vua của nước Việt á, thì nếu mà được theo con biết á, là trong lịch sử của nước Việt á thì ngài Trần Đạo chưa bao giờ làm vua hết. Có những vị khác làm vua mà tại làm giống như duyên cớ nào mà ngài Trần Đạo là trở thành vua của nước Việt trong vô vi vậy sư phụ? Nếu mình nói vậy với Hồ Chí Minh là chủ tịch nước lập cái nước Việt Cộng sản bây giờ, ông muốn giống như vua, cái ông chết ông muốn làm vua luôn à? Tại sao ông bị bắt xuống địa ngục vậy? Đúng không? Giống như bắt Trần Đại Quang ngày xưa cũng chủ tịch nước, hôm nay tại sao ông giờ chó không biết ông làm gì mà cũng có một chút công đức, ông là ác cũng có mà thiện cũng có. Cuối cùng bây giờ cái ông Mai Hắc Đế nhận ông làm lính lát gác cái cổng của miếu Mai Hắc Đế, còn cái mộ của ổng nó xây lộng lẫy như là Tần Thủy Hoàng, ổng đâu có ở đó được. Cái đó là chuyện thế gian, còn chuyện vô vi á không phải. Nếu nói gì những gì vô cũng giống như vua ở đại đi, sao ổng không làm vua nữa mà ổng đang giờ làm một cái bốc ma mà ma đói nữa nghe, đâu có ai cho ổng ăn bánh mì nữa đâu. Ổng có lẫn quẩn trong cái ấp phong ban ổng của bên Pháp á, là một cái hồn. Còn Ngô Đình Diệm thời hiện giờ là đang làm một cái bóng ma ở nhà thờ Phúc Cam. Chỉ có ông Thiệu thì bữa giờ quên hỏi ông đang đâu quá, biết hết. Khi nào một bên đây á, mà có công lớn á, thì mới được cha phòng, chứ còn một cái phước của họ, họ chỉ làm vua hay làm tướng gì không biết. Nhưng mà lúc mà ngài Trần Đạo sống thì không có làm vua, nhưng mà hiện giờ là vua thiệt á, vua hết của tất cả các vị vua của nước Việt, trừ khi những người có chân mệnh lớn là được trao phong. Tại qua bên kia cũng có hàng ngũ, cũng có trật tự, thì ổng phải có công lớn. Ngài về nói chuyện chuyện thường xuyên mà thần là vua của nước Việt. Mấy cái mà áo Ngọc Hoàng bên kia tính khác bên này. Nếu mình nói vậy chắc là mấy vua ác của Tàu á, về bển nó cũng làm vua luôn, đó không phải. Tức là một đời trước nó có phước, nó làm vua, nhưng mà khi nó chết rồi nó thành quỷ, đọa địa ngục. Bữa sư phụ nói về 36 tầng trời đó, sư phụ vậy cái cõi của Phật A Di Đà với cõi của Phật Thích Ca đó là ở tầng thứ mấy vậy sư phụ? Đây là mình tới tầng 28 là tới cõi tịnh độ rồi, đúng không? Mà cõi tịnh độ á, là sẽ có những vị A-la-hán nè, của Phật Á Di Đà, của Phật Thích Ca, Ngài đã thành Phật. Cũng giống như Ngài sẽ có một cái thế giới, một cái quốc gia riêng của Ngài. Rồi Ngài có cái nguyện độ của Ngài, ok. Giống như Kiệt bây giờ cũng có thể làm được nếu dừng muốn. Tất cả ai tu tập theo đúng cái phương lối của Kiệt, về trển sẽ gặp Kiệt, Kiệt sẽ là người cũng tiếp tục quản lý cái khu vực đó. Nó cũng giống một cái me vậy đó. Còn cha là trung tâm, là khủng khiếp lắm, là ba tam thiên đại thiên thế giới. Thì Phật Thích Ca cũng vậy, ở một cõi Niết Bàn thì Ngài cai quản tất cả những vị Phật nào muốn về cõi Niết Bàn. Rồi những cái chuyện lớn khi mà hậu gọi là hậu sự giống như triều đình vậy đó, thì cha Phật Thích Ca và cái Di Đà, tất cả các vị Phật đều đến để mà góp ý giúp cha. Nhưng mà cha vẫn là cha của những gì đó, nhưng những gì đó cũng có những cái lãnh vực riêng của những gì đó. Thì những cái mà là gọi là cái territory riêng, cái công thức riêng để mà xuống đội chúng sanh. Cho nên giàu cho những cái gì rất là lỗi lạc mà không phải có ấn chứng của cha, giống như Kiệt có ấn chứng để mà lập đạo, vị đó cũng xuống trần, cũng xưng là con của cha và vẫn là một người tu thành Phật trước. Giống như Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài không có nói Ngài là giáo chủ nha. Cho nên lập đạo á, là phải có ấn chứng của Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật chấp nhận mới làm được. Còn ai mà không mà có đó, mà xưng bậy bạ đó, không ai dám. Có nhiêu đó thôi thì quý vị biết việc này là thiệt hay là giả rồi. Muốn hồ bao nhiêu chuyện muôn trùng, mình không nói nhiều nữa, nó trở về thời cổ tích rồi. Mình chỉ nói thời thực tế là sau này nước Việt sẽ cực kỳ á, cần có sự hiện diện của Đức Thầy và có Kiệt thì nước mấy gì trên trời mới độ. Còn hôm nay mà Đức Thầy mà không xuất hiện, dân mình sẽ khổ hoài luôn, bảo đảm khổ truyền đi, khổ đến khi nào mà mấy ông lãnh đạo mà có chuyện gì đó, cả 100 triệu dân đứng cốc là hụ hụ, giống như kiểu mà Kim Nhân Uẩn vậy đó, cái gọi là bị nhồi sọ thứ thiệt rồi đó, hết cứu rồi đó. Nó sẽ có các bạn đó, hôm nay cũng may họ cũng còn chút xíu, một số lượng người còn có trí tuệ, còn có coi YouTube, coi này coi hiểu được những cái gì mấy ông nói láo chứ làm gì có thiệt. Tối ngày cứ lên trên đài, cái đóng đài truyền thông cả 100 đài, không có đài nào nó thật lòng chứ. Toàn nó xạo không, nói hiếp mà nghe quải luôn. Ê là Phật đủ chi đó. Mà hỏi 10 câu quay lại mày không hỏi. Cho con hỏi câu ngu muội chút nghe sư phụ. Trời ngu muội tại vì nghe tất cả những cái mà đạo lý của Phật giáo với lại những cái gì đã xảy ra, nó dường như là con người muốn tu để thoát khỏi cái kiếp luân hồi á, thì nó thì phải là buông bỏ buông bỏ hết. Nghe các ái ly thân. Dạ, mấy anh thầy dạy là các ái ly thân. Dạ. Tiền của con là tiền của ta. Dạ. Đưa cho ta đi cúng dường để con có phước con thành Phật. Dạ. Đúng không? Dạ. Ý chang có ổn. Ổn sao còn lại. Chỉ có một cái là vợ con phải vợ của ta thôi. Nhưng mà dây được tặng dây á. Hên xui sư phụ. Hả? Hên xui sư phụ. Cái vợ con không phải vợ ta lại nói hên xui sư phụ. Ông này không, nếu mà không nói được ông câu đó cũng nói luôn đó. Cúng dường ổng á. Cúng vợ cho mình ổng luôn. Nói ổng là đại dê không? Tiếp tục hả? Dạ. Thì dường như là mình muốn thoát khỏi thì mình phải buông bỏ. Ngay cả ngày Sĩ Đạt Ta cũng xa lìa gia đình để mà đi tìm cái chân lý, để trở về cái gì đó mà giống như kiểu mà phải buông bỏ hết. Mà trong khi đó thì cha mẹ là tượng trưng cho một cái gia đình, một cái con cái gia đình, mà trong khi đó thì Phật giáo, không phải Phật giáo mà theo cái sự tiểu sử của ngài Thích Ca Mâu Ni thì họ buông bỏ gia đình. Thì con không hiểu cái lần quẩn tại sao phải không? Dạ. Khổ cậu. Ở trong chúng ta trên 90% thì điều không ai làm được cho Phật Thích Ca, đúng không? Quá khó. Còn bên Công giáo quá dễ, cứ ăn thịt chó. Ông cha vẫn ăn thịt chó nghe, ở bên có rượu đó. Còn cãi lộn với mấy ông cha khác nữa. Cái này chú nói vật dưỡng nhân. Cho nên cuối cùng Thiên Tâm ra đời là khúc giữa. Tuy là không có về ở cõi Niết Bàn như Phật Thích Ca, về trển vẫn tu tiếp tục, nhưng chúng ta được thoát cái luân hồi sanh tử ngoài cái luật đạo ra, nếu giữ đúng 12 giới luật. Còn mà các ái ly thân, thời nay kêu ai các ái ly thân, làm sao một cái đạo thống nhất được thế giới. Trong tương lai đạo Phật vẫn còn. Những đứa con Thiên Tâm, đứa nào muốn thành Phật Thích Ca cứ vô ngồi thiền nhập định. Nghĩ bao nhiêu trong 8 tỷ người có bao nhiêu ngồi thiền nhập định, nói chuyện vô vi đựng cái bờ trên. Đó là khó. Cho nên cái đó vẫn còn. Cái process của Phật Thích Ca vẫn còn. Có bao nhiêu người như Thiên Tuấn Kiệt này cầm trong tay bạc tỷ mà lại không đi xài. Ngu. Xài chung với mọi người. Mấy đại gia con nào làm vậy không? Giàu có mà đưa cái mặt cho mấy thằng dư lượng viên á, mấy thằng nhóc nó chửi như chó vậy đó. Cho nên tùy cái hạnh mỗi người nó có khác. Cái hạnh của Kiệt suốt trần, nguyện thời nhảy dù suốt. Thế giới này còn sự bất công, có không thành Phật. Có nghĩa là còn vô thần thì không có thành Phật. Mà hôm nay vô thần mới đáp xong rồi. Bye bye các con họ Thiên nha. Ai về trước à? Chỉ có còn vô thần mới còn sự bất công. Công nhận không? Cái thế giới này thành thế giới đại đồng thống. Sau này cái đạo Thiên Tâm từ từ sẽ thống nhất. Nó không phải là 100%, là 90%. Còn một số như đệ tử này nói vậy đó, là vẫn là những cái người để mà giống như cái cầu nói connection, để liên hệ với bề trên. Nó phải có một cái số người cực kỳ gọi là có, cũng là những vị Phật xuống trần để tiếp tục, để lưu truyền cái Thiên Tâm. Cuốn kinh ngày hôm nay chỉ còn sống thôi á, mà bữa nay phải đóng người á, in đủ kiểu hết trơn. Cũng không sao, sửa tùm lum hết. Đạo Phật mình cứ hỏi một cái process của Phật á, là cứ khoảng 100 năm có một vị tổ xuất hiện, để mà dùng cái thần thông để mà scan lại có gì đúng sai, hiểu không? Cho nên cuối cùng cha mới nói tu theo Di Đà Quan Âm, chứ không phải đạo Phật là cần có một giáo hoàng như bên Công giáo để mà yes hay no. Bản thân ổng sai mà ổng nói yes cả đống ở dưới, người ta cũng yes hết sao? Đạo Phật mình không cần cái đó. Đạo Phật mình phải dùng thần thông nha. Nước Kiệt không có thần thông. Nếu tất cả xung quanh Kiệt là người bình thường, hôm nay á cũng không biết làm sao mà độ được chúng sanh. Thì có những cái đặc biệt nhưng mà mình không nói được. Thì cái đó vẫn còn nhưng mà rất là ít. Mình phải lấy cái số lượng nhiều chứ mình không có thấy lấy như nếu mà là đạo Phật nên như vậy. Ngài Đạt La Đạt Ma lỗi lạc thế giới ai cũng biết, đi đâu ai cũng kính nể ổng hơn là việc này, đúng không? Nhưng mà người ta chỉ tới nghe, người ta đi về thôi, chứ mấy Mỹ đâu có theo đạo ổng nói đâu. Tôi biết ông tu theo Phật, nó không có theo. Nhưng mà nếu mà chuyện mà sau này á, mà đúng ngày đúng giờ mấy gì cho nói chuyện nói tiếng Mỹ, bảo đảm con đóng mấy Mỹ nó theo kìa. Mà hiện giờ có ông hàng đệ tử ở Windows ở bên ngõ ngoài đó, đệ tử người Mỹ đó. Mình cũng có mấy người Mỹ theo Thiên Tâm đó không? Thấy lợi hại không? Thì nó khác nhau ở chỗ đó. Nhưng mà cuối cùng rồi là một à, trên trời có một đạo một. Dạ, sư phụ phải nghĩ giống như mấy ông họa sĩ, chừng nào chết rồi mới nổi tiếng được. Chừng nào chết thì mới nhiều người theo. Hồi xưa mình đóng cái màn đó rồi, thời nay mình không có ngu như hồi xưa. Hồi xưa mới có 3 năm bị đóng 3 cái đinh, hôm nay mới có 50% là phải có đạo rồi có đời nữa. Hồi xưa không có đời, hôm nay cái phần đời mới là quan trọng nè. Cái đầu của Kiệt thấy vậy á, hiền thì cũng rất là từ bi, nhưng mà chính trị á, thấy lên mấy chính trị gia cũng không bằng Kiệt đâu. Mình không nói hơn họ, nhưng mà chính trị là gì, nó là nít 3 tuổi, mình là nít 5 tuổi là mình hơn liền. Chính trị là trò chơi con nít trong mắt Kiệt. Cái thật tâm mới quan trọng. Còn lên trên đài mà nói chửi, lúc mà nó nhét bao thơ vô họng cái là hết chửi. Đại ca của mình tặng cái khăn nè, đại ca Ngô Kỹ. Bữa nay á, bữa mà hỏi khăn của tôi đâu rồi, tôi cũng đeo, đệ tử tôi bắp trước anh, nó cũng thêm nhiều lắm. Nhưng mà khăn của anh chống gậy, giờ anh không còn phải chống nữa, anh chống gậy, anh lo ăn uống không, ăn gì cũng. Cho nên mình chống đến lúc nào kìa. Nói này hồi cũng lộn gì chính trị vậy. Cái bài này á là nó sẽ hữu dụng lúc này. Hồng tàn giữa mùa xuân, mọi vật đều xanh tươi, khắp nơi vang rền chú ngõ, cha con ôm mừng trước ngõ, Nam Bắc trở lại xung vầy. Hiện giờ người Bắc kỳ thị người Nam phải không? Đảng Bắc kỳ thị đảng Nam phải không? Nghĩa là Nam Bắc trở lại xung vầy. Việt Nam hạnh phúc từ đây, Minh Dương trở về dựng nước. Lúc nào câu nào từ Sấm Cơ cho tới cái bài Hồng Tàn giữa mùa xuân này cũng đều nói như vậy. Ở đâu mà trở về? Minh Dương trở về dựng nước, anh hùng ra về lần lượt. Là anh hùng nè, chứ cái ông gì nè, ông này tên gì ta? Huấn Tượng. Ông Nguyễn Tượng. Anh hùng ra về lần lượt, dựng lại cơ đồ phục hồi trần nghiệp. Phục hồi trần nghiệp là mấy vị thường nhắc á, là thời nhà Trần á, là tất cả bô lão lên đòi nước Việt Nam đoàn kết, quên thù nhà, tức là không có Nam Bắc nữa và cũng không có cộng sản quốc gia nữa. Mấy vị nói như vậy là dùng cái ý là nhà Trần để mà dựng lại nước Việt. Chứ bây giờ là còn Nam Bắc, còn đảng, còn HO, còn người Bắc người Nam, con ông cháu cha phải không? Thì câu này chung này, dựng lại cơ đồ phục hồi trần nghiệp, dẫn nước bình an bờ cõi an sang, an cư lạc nghiệp, là hồng tàn giữa mùa xuân. Ý Kiệt đọc cái này trong lúc này là bài này đang ứng. Là hồi đó bài này ra năm 1979, mới gần đây nè mấy vị kêu coi lại cái bài này. Nó ngắn nhưng mà nó có ý nghĩa. Hồng là Việt Nam, cái gì cũng màu hồng, bông hồng, khăn vàng đỏ màu hồng, rồi máu cho đông, hồng quấn gì đó, đó là màu hồng hết, cái gì khỏi màu hồng. Hoa hồng á thì nó héo, Héo tức là từ từ ở bề trên đó, cho cái thể chế vô thần đó, đi vào quá khứ đó, thì nó phải héo không? Héo mà làm tháo rụng qua hỏng cũng lâu rụng đúng không? Rồi từ từ rụng bữa giờ nó héo, là sau khi mà Liên Xô sụp đổ á, là nó đã héo rồi. Tới ngày hôm nay là bữa giờ 20 năm rồi phải không? Mười mấy 20 năm từ lúc thể chế Liên Xô tới Putin giờ. Thì đến lúc héo rồi nó tàn, dĩ nhiên héo là phải tàn. Cái quan trọng là rụng. Hôm nay là rụng. Không rụng sao dân nó bệnh đói. Việc làm bao nhiêu, kinh tế nhà băng sắp sửa sụp hết. Rồi một mặt là dân không có việc làm, một mặt thì tăng tiền điện lên gấp đôi, lấy đầu sống. Rồi một mặt cái lâu lâu có ông thắt cổ cho nên cái căn này mà bốc phải tặng lại cho mấy thằng Reno mà của người Việt mình á. Việt Nam là Reno nhiều lắm, bốc lựa bạn thân nào chống cộng thành chống gậy á, tặng lại rồi tự mày thắt cổ. Tại nó không có giữ lòng tin á. Nó giờ chắc mà không giữ lòng tin. Mình đã lên mạng mình nói rồi, phải giữ lòng tin là Đức Thầy xuất hiện, cờ này sẽ treo lại trên độc lập. Vậy mà nó không tin. Nó nói trời ơi anh Kiệt, anh hay quá, anh chống cộng giống như tôi. Nó tạo đậu chống cộng tao mới hàng. Cái nói anh hay quá, anh mượn tâm linh để mà anh dụ người ta. Mấy thằng cùng đồng đội với mình á, thằng bữa mình ở đây ca bớt cười nè, cái nó cười tao mà đi mượn tâm linh hả, tao là thiệt chứ cần gì phải mượn. Nhưng mà đừng có tưởng là người chống cộng họ hiểu về chuyện của mình. Cho nên Thiên Tuấn Kiệt có hai cái mặt. Cái mặt là các quý vị tin Kiệt đúng không, còn cái mặt kia mấy thằng kia nó thương Kiệt là gì? Kiệt dám nói lời thật và nói những lời hay hơn người nó. Giờ coi đi, nó không dám nó nói. Kiệt vẫn mang cái lá cờ này đứng trước mặt Vinh Phát mà không bị cộng đồng Mỹ chửi, mà lại được mấy nhóc ở Hà Nội, Việt Nam mà thương nữa. Nghĩ nó dễ không? Khó lắm à. Mà lúc đó tự nhiên nói thì nói là mày phỏng dắt. Cái thằng Lâm nó gài mình đó không? Thằng Mỹ này nó dữ lắm. Mình biết nó là gì cộng gạt á. Nó tưởng đâu mà đưa mình lên cái là giống như mình quảng cáo gì mình thấy. Thật sự mình hãnh diện với người mình thì có. Nhưng mà chỉ về ra chuyện đó là cái lối của mình vậy. Cuối cùng không ai ghét là gì? Người nhân thập đi về, tả hữu phò trì, cây cỏ thành vinh. Cái nào quốc nội cũng thương, quốc ngoại cũng thương, dân cũng thương. Đây là Phật. Thôi nha, nó hoài nữa còn hoài. Hỏi đi. Hỏi đi. Sư phụ, người ta nói cái thời xây dần giống như Thượng Quân, Trung Quân, Hạ Quân. Thì mỗi quân vậy thì cũng có 3 kỳ. Thì nếu mà tính như vậy, chung quy là mỗi thời kỳ vậy, một cái sòng xây vậy là bao nhiêu năm vậy sư phụ? Này trong kinh có nói trong kia không quên này, lúc trước thì có đọc qua cái này. 10.000 năm. Một hả? 10.000 năm. 10.000 năm. Cứ 30 mấy nghìn năm là sao nó 10.000 năm? Nó đi nguyên một cái chu kỳ là 30 mấy nghìn năm. Hả? 30 mấy ngàn năm là thượng trung hạ đó. Thượng trung hạ. Nó tới 30 mấy nghìn năm là cái quả địa cầu này. Cho nên bây giờ lâu lâu á mình thấy có những cái núi khổng lồ khắc tượng Phật đúng không? Lâu lâu á mình thấy có những UFO nó nằm trong lòng đá là ngồi ra đó. Ủa mấy cái đó làm sao giải thích? Thì hiện giờ trình ảnh ngoài kia kim tự tháp cũng chẳng biết ai xây nó nữa. Nhưng mà những cái người thời kim tự tháp á là họ chôn, họ thích chôn giống như cái kiểu mà quấn rồi chôn xác vậy đó. Mummy hả? À mummy. Thì quý vị cứ tưởng tượng thời Hạ Quân của mình á, ai chôn giống mummy vậy? Ai đóng mơ mình? Hồ Chí Minh. À, đứa này hay ta. Lúc trước là Lenin đúng không? Hoàng Trạch Thông không? Nhưng giờ bị danh nó đập bể rồi phải không? Giờ chỉ còn người cuối cùng, giống nãy mình nói cái chuồng gà đó. Chỉ có chuồng gà mới giống là kim tự tháp là mâm này. Thời xưa là quỷ á, thần, tà thần á, thì họ vẫn còn cái tiềm thức nhớ như vậy. Hôm nay họ tái sanh lại họ cũng thích kiểu như vậy. Mummy thì khoảng mấy chục nghìn năm đó một lần. Lúc mà Kiệt nhìn thấy cổng thiên đình mở là hướng đông bắc, rõ ràng bằng mắt thịt, thì từ đó Kiệt mới biết là cha ở trên đó. Thì bây giờ ai mà quay về hướng đông bắc lại 12 lại, con hôm nay vô minh làm đường lạc lối bao đời thủy kiếp, tạo bao nhiêu tội. Hôm nay con xin quay về với cha với mẹ. Con là Võ Văn Thưởng. Hôm nay con về với cha, con là Thiên Văn Thưởng. Cha thưởng cho con về thiên đình. là thưởng được về thiên đình thôi. Con sẽ làm gô ba chớp. Gô ba chớp là điều gì phải không? Có nhiều người không hiểu gô ba chớp, hiểu không? À, hiểu giải thích dùm ấy. Đi rất là giải thích. Gô ba chớp là gì vậy? Có ai chọn không? Trống còn trống quá để cho em giải thích gô ba chớp là gì? Giải thích gô ba chớp là gì vậy? Trời ơi, thiên hoa ngón thâm vậy. Sư phụ mệt chắc để sư phụ nghỉ. Sư phụ mệt rồi chắc để sư phụ nghỉ. Sư phụ mệt rồi chắc để sư phụ nghỉ. Chơi chứ lộn. 6 tiếng. Sao chị? À, sao anh? Chị ở đây. Đã đang nhìn chị tự nhiên nói chị. Không biết rồi hỏi không chị? Dạ. Đủ. Giải thích rồi chết là gì không? Để chú bụi. Để rồi chết à? Để nổi quá rồi, mấy kêu đem cơm vô không có nói thôi, giờ mình đói quá mình đi ăn để đói nha. Nóng này cũng được. Hay là ghé tắt cái break đi giờ. Đấy. Rồi, cái thằng nó lại. Thôi để tự Võ Văn Thưởng hiểu rồi phải chết là gì đi. Không có nhiều người có nhiều cái giả ảo đó mà ta không có hiểu, để cho họ hiểu. Mà còn Việt Nam ghé nghiên cứu cái logo và chớp là gì nghe. Cho mọi người rắc ăn mì bò kho thôi nó ế của con. Tắt rượu đi giờ đi ra thầy. Nói là nó sáng luôn á. Bài này quay hướng này để cho giới thiệu Long Biên. Đây là hình của ngài Long Dương á. Có nhiều người không có biết mặt ngài Long Dương nha, tại ít ca thờ á. Đúng ra những người mà ở biển á, ở vùng biển hay là những cái quốc gia nào mà đảo rồi đó, là nên biết ngài, thờ ngài Ngài Long Di Phật. Đó là đây là hình của ngài Long Dương. Nhớ hồi mấy năm trước á, mỗi lần lên tuốt trên đỉnh núi chỗ cây thánh giá Thiên Tâm á, cái có nhiều bữa mà nổi rã luôn, bò không nổi, mắt nó mờ ha. Khi đến cái cổng mà mấy con thấy có cổng mà nó quay quay á, là từ đó mà cách điện Ngọc Hoàng là khoảng nhiêu ta, khoảng 500 feet không, là mừng muốn chết. Để mình biết tới điện trà là có đồ ăn, có mấy trái táo để cho nó vô vitamin để cho nó sáng mắt để bò tiếp. Chứ lúc mà hiking mà có nhiều bữa rồi đi hiking có mình à, mà không mang nào ăn đâu, trời ơi nó đói cực kỳ mà bò không nổi á. Vừa tới vô điện chơi da hơi còn đói mà ha, có bao nhiêu trái cây, trái này trái kia quất lá hết 4-5 trái. Ê, ngồi tỉnh tỉnh ngồi thiền chút nữa tỉnh sức nữa rồi mới bò xuống chỗ điện mẹ. Vui. Cho nên A Bồ này á, nó cũng ăn sức lên nói đường chút này. Nó đổi quá. Quảng cáo cho Apple luôn hả chú? Quảng cáo cho Apple luôn. Nếu mà nói về tiền chóp nó tới giờ chót á, nó muốn đóng thì mấy phút đâu đóng nổi. Và nhớ không? Là tài sản mấy nhiêu tỷ cũng không biết cho ai nữa. Thì cũng y như sáng mình mới vô đời á, cái cuộc đời phù du vậy mà chúng sanh vô minh. Đây là hình Long Dương, cây quảng của Thủy Cung. Mình đọc cái bài thơ này của Đức Thầy nha. Lóc cốc tại trong này nó có cái câu mà mình thường nói á, cờ vàng cờ đỏ. Thì những người hòa hảo, những người cao đài, những người tin tưởng và thương Đức Thầy, hiểu Đức Thầy là Phật ngũ đại truyền thừa, những người tin tưởng ông Trạng Trình và những người Hoa, người Trung Quốc á, mà biết về ông Lưu Bá Ôn, biết về ông Khương Tử Nha cũng là ngài á, là tái sanh lại như vậy. Những người Phật giáo nếu hiểu về Kim Sư Phật thì cũng là Đức Thầy. Nếu mà tin tưởng những gì đó thì bắt buộc phải tin tưởng cái bài thơ này, cũng là của ngài này viết ra. Mà mình mai phước á, bữa đứa nào mai hả, nó kết thành cuốn sách này để dòng dẫm này lâu lâu hơn, lấy ra đọc cũng được. Bài này của Đức Thầy á, mà xưa giờ Kiệt chưa bao giờ nói, bây giờ bữa nay mới nói được của Đức Thầy. Lóc cóc nghe thằng nói dốc. Biết ai nói dốc rồi đó. Ở Đức Thầy làm thơ nhiều cái hay á. Có cái bài kia thì ngài viết lục bát đúng không? Cái bài là thử sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua, chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cậu chọc thầy chùa để đâu. Cũng là của Đức Thầy. Bài này cũng là của ngài này. Nhưng mà bài này thì có 4 chữ à. Nghe thằng nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tù. Thế thì lúc sau 75 á, là tự nhiên cái mấy ông bộ đội á, cứ kêu mấy ông này đi ra trình diễn 3 ngày thôi, đừng có đem bộ đồ nào hết, ra ngồi họp cái chuyện chơi thôi, ra cái lùa ta đi luôn. Thì nó dốc chứ còn gì nữa. Đi cái đi tới mà bắt 10 mấy năm á. Thì Đức Thầy thì ngày là ngày ngó xuống ngày biết hết. thì Ngài viết ra bài này: nghe thằng nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tù. Sao lại đi tu? Ăn chay ròng rã 10 năm con mã. Cứ nghe là đi tu là sao? Mấy ông HO làm gì mà tu nổi. Nhưng mà ở ngoài mà bắt những trai tù đâu có gì đâu ăn, còn là cơm với muối với nước tương là quý rồi. Thì học tu lại gì, quá trời tu luôn. Rồi không có như ở Sài Gòn có Khánh Ly ca, Thái Thanh đồ ca nữa, là tu rồi. Không có chế linh ca nữa. Thì ở tu là tu á. Thì tử thầy nói là sao lại đi tu á? Ăn chay ròng rã là tức là ăn cực khổ á. Từ 5 con mã đến 5 con mùi, vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn. Tức là mấy bà vợ của mấy ông sĩ quan á là phải đi kiếm tiền nuôi chồng ở ngoài Bắc. Lúc phải hốt lộ cho tôi vô thăm chồng tôi, ngày đi gặp mấy thằng công an đê á, rồi cái đưa luôn. Nghĩ đâu có gì đâu mà mất, miễn sao mà mai tôi gặp chồng tôi đổi gì tôi cũng đổi hết, đổi thân luôn cũng có lên đó nghe. Gì cũng có chứ đó. Vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng, nó đói mình no. Có nghĩa là thời đó mấy ông bộ đội còn chưa có gì để ăn hối lộ nhiều, cho nên những ông gác tù á, cũng vẫn là đói mà. Đánh chiếm miền Nam nhờ mấy khoai mì đúng không, thì lúc mới cũng còn đói. Thì ở dưới miền Nam đem ra đó cái gì thì mấy ông cũng quý hết. Thì nó đói mình no. Hỏi câu này nghe nói vậy, nó lo mình sướng, sự đời khó tưởng, tù sướng hỡi cai. Hỏi ai thắng ai, rồi cười vỡ bụng. Ai than nghèo túng, ai xin tiền tù. Nghĩa là phải cho tiền của mấy ông cai quản. Thời đó ai đi thăm nuôi sẽ biết. Thời đó là bắt đầu học thói hối lộ rồi. Ai khôn ai ngu, màu vàng màu đỏ, ai nở bỏ vàng. Ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Ngay cái thời điểm năm 1975, 78, 79 mà bởi vì nó cờ vàng ba sọc đỏ lại treo khắp nước. Thì khi mà nói ra cái bài này á, để làm chi? Là một liều thuốc bổ cực kỳ mạnh, để cho biết mấy ông mà HO á, mấy ông mà lính sĩ quan á, để có tinh thần để mà sống. Mình không có thua một cách dễ dàng. Mỹ nó bỏ mình thôi, chứ mình không có bỏ mình. Dân chúng không có bỏ mình, trời Phật không có bỏ mình. Rất là quan trọng nghe cái bài này thời đó. Màu vàng màu đỏ, ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Bây giờ sẽ tăng nó ủi độc lập rồi, đúng không? Bây giờ quân lính tan nát hết rồi. Vợ con á, thì đi vượt biên, có một số thì đi lên Tàu Trường Xuân, rồi mà không còn gì hết. Mà cái bài này là của một vị Phật cho. Thì nghĩ có phải là an ủi nung đúc tinh thần của những cái người mà đang gọi là không biết ngày mai mình chết hay là không nữa. Rừng thiên nước độc mà lại có cái cờ hàng cờ đỏ, ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Vậy mà mấy ổng có tinh thần, mấy ổng sống á. Chứ nhiều bữa thí dụ mấy ông bị rắn cắn thì thôi, trước sau ta cũng chết, cho chết luôn có khỏi cứu, đúng không? Nhưng mà phải nhớ lại câu của thầy dạy là cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng, thì mấy ổng phải gắng sống để quay lại. Rồi còn thêm những cái bài á, là mấy ổng á, sau này sẽ được đi Mỹ sung sướng rồi nữa. Cái nghĩa là mình nói ở quý vị nha, Hồng Thiên Sông Núi và mấy vị cho, ngoài Đức Thầy cho những cái bài thơ trong trại tù, còn những cái vị thần nữa như Nguyễn Trực Trận Đạo rồi cho. Nhưng mà cho ăn bánh dẻ mà nó tới mấy chục năm. Đâu phải là 3 năm là được thả, đúng không? Mà cho tới ngày hôm nay á, là mình gần 50 năm, đúng không? Mà đối với trời Phật 50 năm đâu có xa đâu. Miễn sao là Phật hoặc nói trúng là được rồi. Con cái bánh vẽ nó 50 năm, vẽ nó 80 tuổi là gần rồi. Đúng không? Thật sự mấy gì không có cho nặng bánh vẽ, tại vì đó, mình không chịu sống 100 tuổi gì. Ai kêu mình đi trước hơn là cờ vàng treo như độc lập các kiểu. Bởi vì thì cái bài này đã là gần 50 năm đúng không? Cái gì đâu phải cho nó dễ đâu, cái gì nói trúng, nhưng mà tại không có trúng ngày giờ. Màu vàng màu đỏ nở bỏ vàng, bá sập ngang hàng lại treo gấp nước. Tới ngày hôm nay gần 50 năm rồi mà mấy ông mà chạy tù Nam Hà đến Hà Nam lên Bắc Việt Nam đó, mấy ông mà đọc lại cái bài này mà không biết chừng nào mới treo lại. Cái gần đây á, bắt đầu Thiên Tuấn Kiệt official lên trên mạng nói ông quản hồn, tại vì chuyện này nghĩ là nó đã vào quá khứ dị dạng không ai biết. Nhưng mà mấy ông quên đi một điều, cơ trời mà Phật không bao giờ nói láo chúng sanh nha, mà nó đến nó luôn, mà nó cuối cùng tức thầy không có gạt mình. Tới gần đây tới phiên đời của việc tiếp nối, chứ là tiếp nối của cái chánh nghĩa đó, thì mấy vị mới kêu con á phải lên mạng nói để cho mấy thằng đó có tinh thần nó sống thêm nữa, gán giờ uống thuốc bổ. Chứ qua đây á, mấy ổng làm cành cốc xanh, làm nhà hàng, tướng qua đây cũng phải đi làm mướn đâu quý vị. Ở Việt Nam thì sai á, đóng lính có đóng người, có cờ, đồ ăn ngon nữa. Qua đây những năm đầu cực lắm, trời ơi tướng hãy vô ngựa chép, đi ta đi nữa, rồi la bàn nữa, bưng phở nữa, tội. Quá tội luôn. Có một tướng gì ta lên Minh Đảo, ông đó ngầu nhất. Mình cứ nghĩ là ổng là người có thể đại diện cho cái lá cờ này khi mà cái thể chế thay đổi. Nhưng mà cuối cùng giờ cũng ra đi, nhưng bây giờ tìm được một số ông rồi. Tại bữa hổm cái gì kêu con đi tìm đi, kêu get ready. Cái bữa kia đi miền Nam Cali đi tìm mấy ổng, cái gom mà được mớ. Ồ mấy ông này còn sức sung lắm, cái họng còn rộng lắm. Ô bữa cái đèn thở chung ở đây mình nói mấy má ồ hay thiệt nha, tại mấy ổng nó họng ổng còn rộng còn ăn lắm, nói tới cái nhược điểm đó mà ổng lên gân lên liền chửi. Con đi tìm mấy bác đây, con là hậu thế nhưng mà con tìm, thì cho nên mình cần có một số người là nhân chứng lịch sử để mà khi Mỹ mà nó bấm ê ông Nguyễn Văn An này có số quân mấy được mày tin tưởng, chứ bây giờ ai đại diện được, mà phải có sức khỏe nữa. Chẳng lẽ thì đưa mấy tuổi trẻ mình lên đại diện, nó mấy này tao không có tin. Mấy này hồi xưa tao bắt lương nó tao biết, tao viện trợ tao bắt lương, nó là người ký nhận súng đạn, nhận tiền của tao, cho nên bây giờ nhiệm vụ kia phải đi tìm. Lên trên mạng là cũng đi tìm. Thì gần đây mấy ngày cũng kêu con gom lại mớ. Chuẩn bị à, hay không? Thấy coi trời hay không? Phật không có gạt mình, chỉ có cho mình ăn bánh dẻ 50 năm. Để mà mình đưa lên cái thế hệ kế tiếp, tức là chiêm hiền chấp nói cánh gì đó. Bữa có bài thơ đọc á, có bài thơ để chiêm hiền nói cánh, nghĩa là những cái thế hệ con của những người đó. Thì giống như cái ông Quấn nãy vậy đó, là chiêm hiền chấp cánh tung bay á, tức là đời cha là cũng là chim hiền, chắc chắn tức là con của con chim thì cũng vậy thôi. Mình nói Phật sao mình dễ không ơi, không có cho ăn nó dễ, chỉ không có nói ngày thôi. Nhưng mà tới thời buổi này cơ trời lộ, có nhiều người nói ồ ai mà lộ cơ thì người đó ẹt. Con này không lỗ mới là bị ẹt. Ngồi đâu ai có cái quyền đó, chỉ có cha cho ai có quyền đó. Mà nếu không lộ làm sao mà biết được là final line, là kết thúc của cái màn này. Cái màn này mình đã bao nhiêu sấm cơ vô như tiên tri rồi, thì Kiệt được lệnh lên đây nói, là người gọi là người truyền tín mà. Đầu tiên Kiệt lên, Kiệt giới thiệu Kiệt là messenger của Thượng Đế thôi. Giống như thời Đệ Nhị Thế Chiến cũng có messenger của Chúa, Đệ Nhất cũng có, bây giờ Đệ Tam cũng phải có thôi. Nhưng mà Đệ Tam nó hơi vui hơn chút, gây cấn hơn nhiều. Mà khổ hơn cái là bề trên mấy trăm quốc gia trên thế giới không chọn, sao lại chọn nước Việt có chút bẻo, đúng không? Hồi xưa thì chọn Do Thái, hôm nay chọn nước Việt có chút bẻo, có 100 triệu dân. Rồi cái rải ra khắp thế giới kiểu này là giống y như Do Thái, có nghĩa là cái bản cũ soạn lại. Nếu mà chọn những cái sách dân khác á, người ta không có tinh thần á, là ngày qua ngày quý vị có thấy á, người qua nước Mỹ là phải chỉ riêng người Việt mà. Âu Châu, người Ái Nhĩ Lan, người Pháp, rồi Nam Mỹ cũng có ở đây, người nó Á Châu cho dễ nhớ đi, người Thái cũng ở đây, người Miến Điện cũng có ở đây, người Philippines cũng nhiều. Tại xưa mấy Mỹ nó đóng căn cứ, nó lãnh đóng, mấy bà mẹ nó qua đây cũng nhiều lắm, rồi lao khách sạn đồ nó qua đây đóng. Thì tại sao nó không có cái khu của nó nhiều đi, nó không có tiếng nói như người Việt mình. Người Việt mình tuy là không có đoàn kết là do cộng sản nó hoạt động ngầm, nó đánh phá, đúng không? Nó làm cho mình nát như là cái nồi cháo heo. Thành phố này cũng vậy, Nam Cali cũng vậy, Houston cũng vậy, Virginia cũng vậy. Nó làm cho náo động để cho mình đừng đoàn kết. Nhưng mà thật sự trong lòng của mỗi cá nhân chúng ta đã là đoàn kết rồi, có công nhận không? Chứ bề ngoài là mình bị đánh phá thôi, chứ trong lòng chúng ta vẫn có chánh nghĩa, vẫn đoàn kết, vẫn thương người mình, là vẫn còn nhớ về cội nguồn, đúng không? Vẫn còn năm gửi 20 tỷ, tức là mình thương cội nguồn mình, đúng không? Những thức dân khác nó có làm được vậy không? Không có. Phi làm gì nó gửi tiền kiểu đó, tao còn làm được tao xài chứ. Trên nước Phi nó cũng vẫn nghèo hơn nước mình, dân bà con nó bởi vậy. Mình đi tới đâu mình giúp dân bản xứ thành lập lên. Silicon Valley này giàu có là nhờ người Việt. Cho nên bao nhiêu đời tổng thống về đây cũng phải đi cảm ơn những cái thằng hai tách ở đây người Việt. Kỹ sư ở đây Việt Nam quá trời. Chỉ có bên kia cộng sản nó gài người vô, nó làm cho mình nó mất đi những cái gọi là leader. Rồi nó tự nó lập leader, nó mang lá cờ này nó ra, nó biểu tình làm Vĩnh Hưng, nhưng mà cuối cùng là nó lập lên Đào Minh Quân, là Đệ Tam, tôi là tổng thống, để nó làm những cái chuyện dị ứng, dụng chữ dị ứng. Nếu mà kìa mà ở Việt Nam mà mấy đứa tuổi trẻ bệnh đó, nhìn thấy Đào Minh Quân là chửi ai? Chửi cờ vàng ba dòng đỏ, đúng không? Nhưng mà thật sự là nó đóng kịch để cho mấy người kia chửi, cũng như nó đóng hề để cho ta chửi. Làm thế qua đây cho nó cam mẹ đi, tại sao phải chửi thần tượng của nó để cho nó ghét nguyên cái khối người Việt? Cũng là mưu mô của bệnh. Đó là những cái chuyện nằm trong cái nguồn máy politics Kiệt biết. Cho nên Kiệt thường dặn những cái người trên mạng mà hiểu gì kìa, đừng có tin những cái thằng chống cộng ở đây. Nó chống thờ mùa, nó chống thờ bò thờ đó. Nó cái vùng Nam Cali thôi, có ông Tông mắm là Kim Billy Hồ thôi. Tại sao không trừng trị nó được, để cho lộng hành nguyên cái Nam Cali thủ đô của người Việt nát như là cái gì đậu hũ luôn á. Vô lý, nó có vô lý, nó có lý, có đô la sau lưng quậy gì đó. Đó là việc đề nghị mấy đó. Ok, bầu ra một người tự mình làm buổi ăn những cái người mê gà và nói người này sẽ là lãnh đạo của khối người Việt của Cali. Người này bỏ ra cái phân 5 triệu để mà đừng có để cộng sản nó vô, nó dùng tiền mua chuột. Vậy mấy ông nín thinh, không ông nào dám chỉ. Nếu mà có người làm cái đó thì làm sao cộng sản nó vô trong cái nguồn máy của người Việt cộng đồng được, đúng không? Thì không có ham cái chỗ đó. Nếu mà đưa ra cái ý như vậy đó, hiếm khi người làm cái đó. Tức là mình không có lệ thuộc đồng tiền gây quỹ, thì mình không có lệ thuộc vào cái sự mua chuộc. Thôi nói tiếp này, trời ơi, đọc cái này nè, nó hay vui nè. Nói cái đó mọi hết vui rồi, ghét thêm rồi. Màu vàng màu đỏ ai nở bỏ vàng, bá sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Vàng được đỏ thua. Tức là thời xưa quý vị, ở trên trời đã cho chúng ta biết được sao vàng đảng đỏ sẽ rụng đồng nay mai. Hồ Chí Minh ký hợp đồng với cha 80 năm. Bây giờ làm mọi cách nào đi nữa, không có đội mồm thóc lại làm anh hùng gì kiểu nào cũng không có được. Huống chi cũng đang ở dưới địa ngục mà theo đội mộ. Cho nên hết nhiệm kỳ thì trả nước Việt lại cho người Việt. Vàng vừa lên giá từ 5 con mã sụt 5 con mùi. Với lũ cộng ơi ra hàng gấp gấp, miền Nam núi sạch, rắn nở rồng bay. Hết thời bụi bay mà sao không biết, trời chu đất diệt, tàn hết nay mai, máu đổ miền Tây. Tịnh biên Châu Đốc ai khóc ai cười, ai người ai khỉ. Khỉ người là mình biết rồi đó, ai là khỉ rồi đó. Cái gì cũng nhắc cái danh chữ này trong này, ai người ai khỉ. Ai ma ai quỷ ai rõ trắng đen, ai khổ bao phen bây giờ được sướng. Có công được thưởng, có tội phải chừng. Thế kỷ 20 không còn cộng sản. Cái gì dám nhấn mạnh câu đó. Thế kỷ 20 thế giới không còn cộng sản, chỉ còn tư bản mới biết rõ ràng ai thua ai thắng. Đó là bài của Đức Thầy. Cho nên mình gắn nhớ gắn ngọn lại trong cái bài này thôi, là cái chữ cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ấy. Thì 100 triệu con dân của nước Việt, nếu ai tin ông Trạng Trình thì phải tin cái lời này của một vị Phật nói: cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Thì những cái tuổi trẻ Việt Nam tuy là họ không có hiểu, nhưng mà từ từ cũng sẽ hiểu. Nếu không hiểu thì chỉ ghi nhận nó sẽ là xảy ra như vậy. Bài này cũng là của Đức Thầy. Thử ứng nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào ta ngốc làm vua, thế gian để chọc thầy chùa có râu. Thời mặc vẫn biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền bổ cánh lại tìm về xuôi. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền, Phật bà chứng giám thiện duyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng. Thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô. Còn đâu chủ thuyết tam vô, ba thu nói tiếp sóng to bủa tràng. Đáo bồ đời dập tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai. Cơ trời có trả có dây, thiên cơ đã định khó thay khó lường. Thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước, gán tu thân mới được chứng chi. Còn đâu những đứa vô nghì, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta giảng lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu trời Đông pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi trung hợp nhất, tạo cơ đồ trung lực quốc gia. Trà hoa là đạo của ta, hoàng khai chánh pháp Phật bà thưởng ban. Cùng các đạo thế gian thờ kính, Phật Chúa trời tột đỉnh hào quang. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hộ Phật vẽ vang tương hòa. Thuyền bát nhã Phật bà ngự trước, Phật thánh tiên lần lượt giáng lâm độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành giao khách, nghìn năm cứu đời. Nay ta tạm bế cơ chờ đến thời cơ sau đón lệnh pháp truyền. Trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo, hữu duyên hữu phần. Đạo Thiên Tâm nó sẽ đi không phải 3.000 năm mà 10.000 năm luôn. Thì trong bài này của Đức Thầy có nói 1.000 năm cứu đời mà. Thiên Tâm nhân nhất tụng Nam Mô. Đức Thầy có dạy chúng ta là thời nay đạo Thiên Tâm là cứu đời, là chánh đạo. Hôm nay ai không đọc kinh Thiên Tâm, không có ngồi thiền thì cái thứ nhất là thất nghiệp. Mình đang nói Việt Nam thất nghiệp, đói khổ, Đói bao tử. Nhưng mình không có đói tinh thần nha các con họ Thiên. Lúc nào mình có một cái cảnh, mình có một cái cảnh thiên đàng, mình có cha mẹ trời mình lúc nào cũng đang mở rộng bàn tay trên trời, đang chờ chúng ta về. Mình có đói bao tử nhưng lòng hỷ lạc, vui vẻ và từ bi của chúng ta lúc nào cũng loan tỏa ra khắp mọi nơi. Hôm nay là ngày thứ ba của 6 năm về trước là mẹ cha đặt xuống cái đạo này. Kiệt là con của cha được thừa lệnh, mà trong Tam Đại Tạng Kinh cũng có nhắc tới Kiệt. Mấy thầy lớn bữa có nhắn tin qua có nói, thì hôm nay con xuất hiện, ta nghiên cứu lại cho. Ngày xưa Phật Thích Ca đã có nói trước rồi, là hôm nay có một chuyển lưng Thánh Dương tái sanh lại trong Tam Đại Tạng Kinh của Phật luôn có. Huống hồ chi hồi bữa mình đọc là Nọt Sà Đa Mít cũng có nói, Venga cũng có nói, thì Ngài Trạng Trình cũng có nói, Lưu Bá Ôn cái gì Thư Bối Đồ cũng có nói. Thì khi Kiệt xuất hiện hôm nay là các chư vị đã nói hàng nghìn năm rồi. Cuộc đời của Kiệt cũng y như là một cuốn sách, một cuốn phim đã làm xong rồi, nó chỉ chiếu thôi, chiếu tới đoạn nào làm cái gì thôi. Thì thường ngày mấy gì cũng thường dạy vậy. Thì cái ngày mà cờ vàng cờ đỏ, ai nở bổ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước, treo Dinh Độc Lập đó, thì hôm nay nó tính theo giây thôi à. Giống như mình coi YouTube vậy đó, nó sẽ có thiệt đó, nó sẽ tới đó. Đây là Phật hôm nay mình chấm dứt nha. Có hoài nó cũng vậy.